Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, trong một vài năm trở lại đây, nhu cầu đọc sách của người dân trên địa bàn tỉnh ta ngày càng có xu hướng bị mai một. Chính điều này đã khiến cho công tác in ấn và phát hành sách cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Vậy đâu là nguyên nhân của thực trạng trên? Suy nghĩ của những người trong cuộc như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau do nhóm phóng viên chúng tôi thực hiện. Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, trung bình lượng sách phát hành ra trên cả nước ước đạt 0,3 đầu sách một người một năm. Như vậy, trung bình mỗi năm, 3 người Việt Nam chỉ mua một cuốn sách mới. Tại Hà Giang, chưa có một nghiên cứu chính thức nào về số liệu trên. Song theo các chuyên gia, con số này chỉ vào khoảng 0,2 đầu sách một người một năm. Theo đại diện Công ty Cổ phần Văn hóa Điện ảnh, một đơn vị chủ lực trong cung ứng sách và thiết bị trường học của tỉnh cho biết, mỗi năm đơn vị này bán ra thị trường khoảng 100.000 đầu sách, trong đó sách giáo khoa chiếm tới 80%. Số lượng sách tham khảo, truyện chiếm tỷ lệ rất thấp. Qua các số liệu trên cho thấy, lượng sách phát hành ra hàng năm trên cả nước nói chung và tỉnh Hà Giang nói riêng là rất thấp. Điều này cũng phản ánh văn hóa đọc sách của chúng ta hiện nay bị mai một rất nhiều. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến số lượng độc giả đọc sách ngày càng ít, đến từ nhiều phía. Song chủ yếu là do người dân quá chạy theo kênh thông tin mang tính chất nhanh chóng, tức thời. Bên cạnh đó, công tác phát hành, giới thiệu sách hiện nay vẫn còn một lỗ hổng lớn. Chúng tôi là đơn vị phát hành thôi, thì cái quan trọng nhất ở cái nhà xuất bản nó phải có, thì chúng tôi mới có thể cập nhật để phát hành cho đồng bào được. Thế còn nhưng mà ở cái nơi mà người ta không xuất bản thì chúng ta cũng không thể có sách. Thứ hai nữa là cái nhu cầu hiện nay của đồng bào về đọc những loại sách này gần như là có lẽ là tôi chưa thấy phát hiện có, chưa thấy có nhu cầu, chưa thấy có ai đặt hàng. Cụ thể, các địa điểm bày bán và giới thiệu sách trên địa bàn tỉnh ta ít về số lượng, thiếu về chất lượng và ngày càng có xu hướng bị thu hẹp lại. Các sạp sách báo vừa bán vừa cho thuê như ở nhiều địa phương khác hầu như không có. Số lượng các cá nhân tổ chức tham gia phân phối và giới thiệu sách không nhiều. Bên cạnh đó, các đầu sách mang tính vùng miền hiện nay cũng chưa được quan tâm. Với Hà Giang, một tỉnh miền núi đa dân tộc, song sách viết cho đồng bào dân tộc và xuất bản bằng chữ viết riêng của một số dân tộc hiện nay cũng rất ít. Nhà nước cũng chưa có cơ chế, chính sách riêng để khuyến khích đội ngũ những người trí thức am hiểu tập quán địa phương nghiên cứu, sáng tác cho đồng bào địa phương. Thưa quý vị các bạn, tôi đang có mặt tại Thế Giới Sách, một trong những siêu thị sách lớn nhất tại Hà Giang. Trong tổng số hàng chục nghìn đầu sách có mặt tại đây, tuy nhiên số lượng đầu sách viết cho đồng bào dân tộc Hà Giang, viết bằng tiếng đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang chiếm số lượng rất ít. Cùng với sách ngoài thị trường, thì một kênh cung ứng sách khá phổ biến hiện nay là hệ thống thư viện tại các trường học. Theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, tính đến hết học kỳ 1 năm học 2014-2015, trên địa bàn của tỉnh, 100% các trường đã có phòng thư viện với hàng triệu đầu sách, chủ yếu là sách tham khảo, tiểu thuyết, truyện nhằm phục vụ cho công tác dạy và học của giáo viên và học sinh. Nếu như trước đây, việc phân phối sách cho thư viện được thực hiện theo vành dọc, nên số lượng sách hàng năm được bổ sung cũng cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người đọc, thì hiện nay các trường đã tự chủ về mặt tài chính. Do đó, nguồn kinh phí hàng năm dành ra để đầu tư, bổ sung sách cho các thư viện chiếm tỷ lệ rất thấp. Trung bình mỗi năm, một nhà trường chỉ trích ra từ 7 đến 10 triệu để bổ sung sách cho thư viện. Điều này cho thấy số lượng các thư viện cơ bản đủ, song chất lượng bên trong còn rất thấp. Tôi để các trường hầu như không có sách, không có kinh phí để mua những cái sách ngoài cái sách học tập của các em ra. Trong khi đấy sách học tập nó chỉ là một phần bổ sung kiến thức thôi, còn bổ sung về giá trị chân thiện mỹ, về thẩm mỹ, về cách sống con người nó còn rất là nhiều, nó phải phong phú hơn. Chứ không chỉ là những cái sách kiến thức nó chỉ là một phần ở trên nhà trường thôi. Đấy thì nó thiếu hụt hẳn những cái mảng như vậy. Một trong những nguyên nhân nữa dẫn đến tình trạng thị trường cung ứng và phát hành sách tại tỉnh ta hiện nay chưa phát triển đó là nhu cầu về đọc sách của người dân không lớn. Bởi trong thời kỳ bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay đã giúp cho việc tiếp cận thông tin của người dân trở nên rất dễ dàng và không bị giới hạn về thời gian và không gian. Cùng với đó là dòng chảy của cuộc sống, đòi hỏi mọi vấn đề đều phải xử lý trên tốc độ. Tất cả những điều này đã khiến cho nhu cầu đọc sách của người dân hiện nay càng ngày càng mai một.
không quản quãng đường từ nhà ra đến thư viện dài gần 2 km. Định kỳ một tuần hai lần, ông Trần Văn Trình, tổ 5, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang lại đến thư viện để mượn báo về nhà đọc. Việc này trở nên quen thuộc như cơm ăn, nước uống hàng ngày của ông. Chia sẻ về niềm đam mê của mình, ông Trình cho biết, từ khi nghỉ công tác xã hội đến nay đã gần 20 năm, tuần nào ông cũng ra thư viện để đọc báo và mượn báo. Mặc dù ở nhà rất nhiều phương tiện để ông có thể xem thông tin như TV, máy tính hay nghe đài, song bản thân ông vẫn thích được cầm tờ báo hay quyển truyện trên tay để đọc và nghiên cứu từng trang, từng dòng, rồi sau đó chuyển lại cho con, cho cháu cùng đọc. Tôi thì biết là nếu như tất cả mọi người dân cùng đọc báo thì cái kiến thức cũng như là cái ý thức và cái tâm hồn nó sẽ thông minh và hiểu biết nhiều hơn lên thì rất tốt cho cái việc thực thi các cái đường lối tốt đẹp của Đảng và cái nó nâng cái hiểu văn minh, cái hiểu biết lên. Cũng như ông Trần Văn Trình, em Nguyễn Minh Hằng, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Hà Giang cho biết, ngày nào em cũng ra thư viện. Song em ra không phải để mượn sách, mượn báo hay đọc truyện, mà em ra thư viện để có thể học trực tuyến trên mạng Internet. Khi được hỏi về nhu cầu đọc sách của mình, Hằng cho biết, em và các bạn rất ít đọc sách báo, phần vì thời gian học đã chiếm quá nhiều, phần nữa là vì đọc sách, báo, cập nhật tin tức sẽ không nhanh. Bởi vì là bây giờ bọn cháu là học theo chương trình mới và những về vấn đề thi đại học hay thi ấy thì mỗi năm nó có một những cái biến đổi khác, mà những cái sách của thư viện thì nó là những cái sách nó là cái chương trình hơi cũ, nên là mình phải cập nhật những cái gì cái mới hơn, nên là cái thời gian ở bên này sẽ nhiều hơn, chiếm ưu thế hơn. Theo thống kê của thư viện tỉnh, hiện nay toàn tỉnh có 5.611 người đăng ký thẻ bạn đọc, chiếm trên 7% dân số toàn tỉnh. Tổng số lượt bạn đọc được phục vụ tại các thư viện là trên 187.000 lượt. Trung bình toàn tỉnh, một ngày có 513 lượt bạn đọc đến với các thư viện. Qua số liệu trên cho thấy, văn hóa đọc sách, báo trong đời sống xã hội hiện nay đang ngày càng bị mai một. Số lượng bạn đọc thích đọc sách báo giảm mạnh qua từng năm, trong đó phần lớn là do họ chuyển sang các kênh thông tin khác với ưu việt thông tin nhanh, hấp dẫn hơn. Không khẳng định kênh thông tin nào là quan trọng, song sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin hiện nay đang bóp chết dần văn hóa đọc sách, báo, vốn là một kênh thông tin giải trí hấp dẫn trong một thời kỳ dài trước đây. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, bên cạnh sự bùng nổ công nghệ thông tin, lối sống công nghiệp, thì theo ông Trần Đức Nhân, Tổng Giám đốc Công ty Sách và Thiết bị Trường học cho biết, đây còn là hệ quả của một giai đoạn lịch sử. Ông đánh giá, nếu ví việc xem tin tức trên TV, Internet như những món ăn liền tiện lợi, nhanh chóng, thì việc đọc sách, báo như người ta ăn bột mì phải nhai, phải ngẫm lâu hơn. Điều này cũng sẽ dẫn đến một hệ quả là những món ăn liền thường bị quên rất nhanh và ngược lại, những món ăn lâu thì nhớ rất sâu. Văn hóa đọc nó hạn chế thì tôi thấy là nó xuất phát từ cái việc là một là trên mạng, là người ta đọc tin tức nhiều. Cái thứ hai là cái thời gian cho các cháu học ấy là cũng quá tải. Cho nên là cái thời gian để ưu tiên cho các cháu, dành cho các cháu đọc sách tham khảo là cũng còn hạn chế. Trước thực trạng trên, Chính phủ đã lấy ngày 21 tháng 4 là Ngày sách Việt Nam nhằm tuyên truyền, động viên đông đảo tầng lớp nhân dân đến với văn hóa đọc. Đồng thời đây cũng là cơ hội để quảng bá, giới thiệu các tác giả tác phẩm hay đến với công chúng cả nước. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đã cho thấy những tập truyện Đất nước đứng lên, Mẫn và tôi, Thép đã tôi thế đấy và rất nhiều tiểu thuyết tác phẩm văn học luôn là những cuốn tiểu thuyết gối đầu giường của lớp lớp thanh niên thời đó. Cũng từ đây, họ đã làm nên những chiến công vang dội. Do vậy, không vì lý do gì mà văn hóa đọc, đặc biệt là đọc sách hiện nay lại bị mai một được.